Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các chuỗi sự kiện năm APEC 2017, Bộ Công Thương đã tổ chức đối thoại công tư APEC lần thứ 3 về thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và kết nối chuỗi cung ứng thông qua mạng lưới mô hình cảng điện tử khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với sự tham gia của đại diện các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức bên lề hội nghị SOM 2 MRT23 và các sự kiện có liên quan. Tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho rằng, khi tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu sắc, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong các giai đoạn sản xuất, cung cấp dịch vụ ngày càng lớn trong cùng một chuỗi cung ứng. Vì vậy, việc phát triển giữa các chuỗi cung ứng ngày càng hiệu quả và có vai trò đặc biệt quan trọng trong thương mại quốc tế nhằm giảm sự mất cân đối trong thương mại quốc tế về thông tin giữa các khâu, giảm chi phí giao dịch, cũng như là gia tăng liên kết thông tin giữa các công đoạn và các bên liên quan, đồng thời cải thiện tỷ lệ đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng nhằm tối đa hóa lợi ích. Như quý vị đã biết, khái niệm về chuỗi cung ứng ngày càng trở nên phổ biến trong thương mại quốc tế trong thời gian gần đây, khi tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng được sâu sắc hơn, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong các công đoạn sản xuất, cung cấp dịch vụ ngày càng lớn trong cùng một chuỗi cung ứng. Vì vậy, việc phát triển các chuỗi cung ứng hiệu quả có vai trò đặc biệt quan trọng trong thương mại quốc tế. Cũng trong buổi đối thoại này, các đại biểu cũng thảo luận vai trò của mạng lưới mô hình cảng biển điện tử châu Á-Thái Bình Dương APMEN trong việc thực hiện hiệp định thuận lợi hóa thương mại của WTO và những đề xuất cho giai đoạn 2 của kế hoạch hành động khung kết nối chuỗi cung ứng 2017-2020. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận các chủ đề và làm thế nào để APMEN tạo thuận lợi cho thương mại thông qua các dự án thí điểm và hợp tác. Được biết, sáng kiến về mạng lưới mô hình cảng biển điện tử châu Á-Thái Bình Dương APMEN được hội nghị cấp cao APEC lần thứ 24 thông qua vào tháng 11 năm 2014 tại Bắc Kinh. APMEN ra đời với mục tiêu hình thành một mạng lưới thương mại và chuỗi cung ứng trong cùng một khu vực kết nối hai bờ Thái Bình Dương. Sáng kiến của APMEN cũng tập trung xác định các giải pháp và tạo môi trường nhằm tăng cường tính minh bạch của chuỗi cung ứng thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là sáng kiến được đánh giá có ý nghĩa thiết thực trong ưu tiên về kết nối của APEC, đặc biệt là tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực, đóng góp tích cực cho một trong những trụ cột quan trọng nhất của APEC là thuận lợi hóa thương mại. Vai trò của APMEN trong việc thực hiện Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại TFA và khung đề xuất cho giai đoạn 2 của kế hoạch hành động khung kết nối chuỗi cung ứng 2017-2020. Bên cạnh đó, đối thoại cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp nêu lên quan điểm và kiến nghị của mình về các yếu tố của thuận lợi hóa thương mại. Mỗi nền kinh tế có đặc thù chính trị và thương mại riêng, thế mạnh và khó khăn riêng trong quá trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị. Vì vậy, việc tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn chính sách đóng vai trò then chốt trong quá trình hợp tác chính sách của khu vực. Các hoạt động của mạng lưới mô hình cảng điện tử khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có kết quả của đối thoại lần này sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững, bao trùm của khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và của từng nền kinh tế thành viên APEC nói riêng.